Thiệt tình, Khanh không hiểu nổi có điều gì đang diễn ra trong đầu của Minh nữa. Nếu Minh cứ thích sống thoải mái phóng túng như vậy, không hiểu sự kết hợp của chúng ta sẽ đi tới đâu. Bộ Minh định phá hợp đồng hay sao? Alo, công ty MF xin nghe. Dạ, chào cô. Cô cho tôi gặp ông Thái Huy đi cô. Dạ, thưa ông có hẹn trước chưa ạ? À, chưa. Nhưng cô có chuyển máy cho ổng. Nói là có Trần Tùng, phóng viên tờ tin tức ngôi sao, muốn gặp ông ấy. Dạ, ông vui lòng chờ một chút ạ. Dạ thưa chú, có điện thoại của phóng viên Trần Tùng cần gặp ạ. Alo, Thái Huy nghe đây. Anh Thái Huy hả? Em Trần Tùng đây. Chào cậu. Em có một số thông tin chắc chắn là anh sẽ quan tâm. Vậy thì lúc nào mình gặp được? Em thì lúc nào cũng được. Em thì không giỏi lắm, chỉ lo cho anh đó. Thôi ngày mốt nghe. Ngày mốt hả anh? 3 giờ hả? Dạ dạ dạ. Gặp nhau chỗ cũ nha anh. Ok, em sẽ đến đúng giờ. Ok. Dạ, chào anh. Chào cậu. Dạ. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Lại nha. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Xoay. Ok, tốt rồi. Bây giờ mình tập lại một lần nữa nha các bạn. Lần nữa hả? Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Xoay. Anh, sao vậy anh? Anh ơi, anh, cô sao vậy? Dạ tụi em không biết nữa. Hả? Cô sao vậy? Cô sao vậy? Dạ tụi em cũng không biết anh ơi. Dạ em đang tự nhiên chị xỉu à. Không biết có sao không nữa. Mình đi cấp cứu liền đi. Dạ đúng rồi. Anh em, ráng lên anh em. Anh đang ở đâu vậy? Anh đang đứng dưới cổng công ty Việt Siêu nè. Dạ anh đứng đó chờ em nha. Ủa chị Hà đi đâu vậy? Ủa chị đi đâu vậy? Ủa không tập đó nghỉ luôn chị Hà. Mở cửa nhanh lên. Đường của tôi bệnh viện gần nhất. Sao cô ấy lại bỏ về? Bởi vậy mới nói con nhỏ này là diễn viên múa. Trước nó thường diễn chung sân khấu với em. Nó cặp với một ca sĩ thuộc hạng ngôi sao của giới trẻ. Ông bầu của ngôi sao này là dân gay, ghen tuông dữ dằn, muốn công ty nó sa thải nó. Không những vậy, ông còn gọi tất tần tật khắp nơi khắp chốn đề nghị không ai được mời con nhỏ này biểu diễn. Nếu lỡ dớ, ông ta sẽ không cho ca sĩ của ông ta tham gia.
Thì cũng vì tiền vì lợi nên con nhỏ nó bị biến thành vật hy sinh thôi. Gặp lại nó em thấy cũng tội thiệt. Em thương nên mới dẫn nó đi dự bạc ti. Nhưng con nhỏ đó khùng, nó đùng đùng bỏ về giữa chừng à. Chắc nó nghĩ nó danh giá lắm hay sao. Ừ, sao em nói lớn lên một chút anh nghe không rõ. Em nói sẽ cho chạy sân khấu vào ngày mai. Ok, hôm nay anh sẽ cho mọi người làm đêm luôn. Em cứ yên tâm đi, mọi việc đã có anh lo rồi. Ok em. Ờ, anh ơi. Dạ. Anh cột cái này lên giùm em nha. Dạ. Ờ, anh ơi, anh lấy cái đèn để lên đây giùm em. Dạ. Vậy được chưa anh? Cái này anh treo cao lên một chút. Đúng rồi. Dạ. Ủa? Mọi việc ổn hả anh? Ừ, ổn hết rồi em. Chút nữa sẽ có người tới lo lắp đèn và đặt hoa. Ừ, vậy tốt lắm. Anh uống đi cho đỡ đói. Nè, chớ nó gọn gàng lắm mấy em. Dạ. Anh ơi, còn này thiếu cái. Ơi, à, lấy cái đèn đỏ làm sao thôi. Dạ. Mọi việc ở đây cứ để anh lo là được rồi. Ừ. Em cứ chạy xe về Việt Siêu giúp An và Việt Hà đi. Dạ, nói lại đi, em đi. Ok. Kỳ quá. Cậu chặt mà. Nè, kéo cái màn bên đây lại nè. Ờ, anh ơi. Anh làm ơn chỉnh sát cái màn vô đây giùm em. Dạ. Đó, sát qua bên đó đó. Rồi lên đi. Chỉnh cẩn thận nha mày. Việt Hà hả? Anh Minh hả? An An bị ngất xỉu, đưa vô bệnh viện rồi. Anh tới liền được không? Em nói sao? Bệnh viện nào? Ở gần công ty đó. Anh tới liền. Minh. Chị Hà, An An sao rồi? Cô bị làm sao vậy em? An An bị suy nhược cơ thể, do suy nghĩ quá nhiều. An An ngất do thể trạng yếu. Mà đợt này phải làm việc quá căng thẳng. Giờ nó không sao, đang truyền nước biển và thuốc bổ. Vậy là tốt rồi. Anh lo quá. An An nằm ở đâu? Anh vô thăm cổ một chút được không? Minh lên đi, cô nằm ở phòng 37 đó. Cảm ơn. Nè Minh, đi đâu vậy? Phòng ở đây nè. Dạ.
Bộ anh có chuyện gì buồn hả? Bà Khanh đã làm gì cho anh không vui vậy? Hôm nay anh không có show hả? Anh bỏ show chứ gì? Anh hát không nổi. Sao có chuyện gì vậy? Lâu lắm rồi em mới gặp anh. Hôm nay em mời anh uống nha. Vậy là hết. Không còn chút xíu hy vọng nào nữa. Anh nói tới ăn em phải không? Anh cũng không ngờ sau khi rời xa cô ấy, anh lại càng yêu cô ấy. Anh muốn cô ấy cho anh ít thời gian, nhưng mà cô ấy không chấp nhận. Đôi khi anh nghĩ việc mình trở thành một người nổi tiếng thật là vô vị, thật là bế tắc. Anh đó, có gì với Khanh Lolita không? Anh đó, thiệt là một kẻ tham lam. An An, làm sao mà đấu nổi với Khanh Lolita? Nó rút lui là khôn ngoan đó. Em có biết lúc cô ấy ngất xỉu, ai đưa cô ấy vào bệnh viện không? Ông chủ của Việt Siêu. Con nhỏ này cũng thiệt là ghê gớm. Nó giả bộ làm gái nhà lành rồi luồn cửa sau để kiếm chác. Anh à, em nói thiệt với anh nghe, đối thủ của anh không phải tay dừa đâu, ông chủ lớn đó. Nhưng mà trước đây ông ấy cũng đã qua tay em rồi. An An cũng lẹ tay thiệt đó. Thôi đi, đừng nhắc tới bọn họ nữa. Đêm nay chỉ có anh và em. Thiệt không? Vậy mình uống hết nha. Sao, Hoàng Minh tới chưa? Tôi đã đẩy tiết mục lên hết cỡ rồi đó. Hoàng Minh chốt show 5 bài. Chị đã gọi được cậu ấy chưa? Chưa, tôi cũng không biết tại sao tôi không liên lạc được.